chịu là được. ý là cô Út là muốn con Ừ, có thể thì là có nghĩa mình là quay quay rồi đăng lên là để coi xem có coi cô chú mạnh thường quân nào hỗ trợ tiếp cho Út là con đúng đúng không? có cho coi đủ số tiền được không, khoảng còn bốn mấy mấy triệu là đủ hoàn tất hết. Cho con xin phép là con không quay nữa, con xin phép là con không kêu gọi nữa. Ai thì Thượng Gờ mà chào cô chú anh chị mình ha. Thì khoảng cách đây hơn một tháng trước á, thì Thượng Gờ cũng có vào trong chùa thắp hương á, thì cũng có quay lại một cái đoạn clip. Thì sư cô là cần một khoản tiền là tầm 50 triệu để sửa lại cái căn bếp của chùa cả nhà. Thì sau 3 ngày thì Thịnh Gồm đăng lên thì cũng có cô chú Mạnh Thường Quân gửi số tiền về là gần 90 triệu. Rồi lần thứ hai thì Thịnh có mang tiền vào nhưng mà Thịnh không có quay, Thịnh chỉ chụp hình gửi riêng cho người mà gửi tặng cho sư cô thôi. Là tổng hai lần là khoảng hơn 90 triệu cả nhà. Thì Thịnh Gồm có đưa sư cô để sửa lại căn bếp của chùa. Thì sau khi mà Thượng Gầm đăng cái video lên á, thì có rất là nhiều cô chú anh chị mình vào comment làm yêu cầu Thượng Gầm quay trở lại một lần nữa để xem cái số tiền mà đưa cho sư cô á, sư cô có sử dụng đúng mục đích với lại lời sư cô nói hay không. Tại vì Thượng Gầm không hiểu tại sao là sau khi mà đăng cái video lên á, thì có rất là nhiều cái bình luận trái chiều, là cô chú anh chị mình vô bình luận là có một chút gì đó là nghi ngờ với sư cô. Thì cái đó là cô chú anh chị ở trên mạng cộng đồng bình luận thôi nha cả nhà. Cái đó là riêng bản thân Thường Gồm không có nói nha. Thường Gồm chỉ có đọc những comment của cô chú anh chị, thì làm theo yêu cầu của cô chú anh chị mình. Thì ngày hôm nay Thường Gồm sẽ đi vào trong chùa và gặp trực tiếp sư cô để xem hơn một tháng nay thì sư cô đã hoàn thành cái căn bếp của mình, cái căn bếp của ngôi chùa chưa nha cả nhà. Giờ mời tất cả mọi người cùng đi với Thường Gồm vào chùa nha. Dạ, em chào sư cô. Dạ, mô Phật. Dạ, mô Phật. Dạ. Đó, con chưa biết con lại Phật cái. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ, bữa giờ cũng hơn tháng rồi hả hả Út? Bữa giờ cũng hơn tháng rồi. Bữa con vô đây là tháng trước rồi. Con đi vòng con làm này đẹp lắm, bây giờ cái nhà vệ sinh là không làm được, không có đâu có đủ tiền đâu là. Dạy vệ sinh Nam. Bữa đây làm rộng quá trời luôn không? Thì đó cái hay gì cái chỗ nhà, cái chỗ nữa nào cái giờ con làm bên trong luôn. Con xin phép con gọi sư cô là Út nha. Trước giờ gọi Út quen nè. Con gọi bằng Út nha. Con Út đây cũng được. Dạ con Út đây gọi con Út nha. Dạ. Chứ con trước giờ gọi quen nè. Dạ con vô đây nè. Đây là cái căn bếp mà hồi trước mà cô Út nói là cần sửa lại cả nhà. Cái này là còn biết ở hả? Còn ở bên đây là cái nền cũ mà cái nhà vệ sinh mới cũ nè. Là bây giờ nó bơm lên cao. Đó thành ra nó đi qua thẳng dạy bển luôn. Đó, bên đây nằm, bên đây nhà tắm, là bên đây nhà vệ sinh. Bên đây đó. Nhà tắm, bên đây nhà vệ sinh. Bên đây nhà vệ sinh. Đây cái hầm cầu bên đây nè. Cái hầm cầu bên đây nó nằm nhà vệ sinh đây và nhà tắm bên đây. Phía dưới này là cái hầm. Đúng, bây giờ cái hầm cầu dưới đây là cô đã đào hết rồi. Đào hết bên đây nó để cái ống này, để nó ống hầm cầu này. Cái ống cầu nó đưa ra ngoài rồi, cái này để ấm nước dẫn vô. Cái này là ống nước đưa vô đây, đưa vô cái nhà tắm. Còn cái bồn cầu thì nó đưa ra ngoài, đưa hai cái bồn cầu ra ngoài. Còn cái hầm cũ của cô, rồi cái tường thì nó lên tới đây đó, nó lên thêm một phút nữa. Cái hầm cũ nó còn xài không? Cái hầm cũ không, bây giờ cái hầm cũ vẫn xài, nhưng mà bây giờ là bên này là cô làm cái nhà tắm, còn bên đây là nhà vệ sinh đi cầu. Bên này nhà tắm cũng như nó xây luôn, động nó luôn làm bên đây. Bên này phía dắt phía sau này là cái nhà tắm vẫn giữ đúng không? Cái là nhà tắm bên nữ, nhà tắm ở bên cô. Bên đây cũ rồi, cái nhà tắm cũ chứ vẫn giữ. Cái này nhà mới. Nhưng mà giờ cái nhà mới này không. Cái chỗ này nó rộng rồi để làm gì? Còn cái chỗ này là để cô phơi đồ, phơi quần áo. Chỗ này để cô phơi quần áo. Cái chỗ này giống như nó xây cái nhà tắm ở đây á, thì có chỗ này cô phơi quần áo rồi này kia. Đó. Hôm bữa tháng trước đó, cô vô con gặp Út mà đưa tiền cho Út á.
là sau khi con về thì khoảng bao nhiêu ngày sau là Út mới bắt đầu làm này? Làm đêm. À, qua cái tháng làm liền. Qua sau làm liền luôn. Lần này được gần tháng rồi. Hơn tháng. Cô con là cô đưa cô nhận tiền là ngày mùng 4, ngày mùng 5 bắt đầu cô làm. Mùng 4, mùng 5, bữa nay mùng 1. Đó, ngày mùng 4, ngày mùng 4 là cô nhận tiền. Ngày mùng 4 là cô nhận tiền. Dạ. Ngày mùng 5 đập phá. Dạ. Đập phá hết, ngày 17 bắt đầu đi xây. Ngày 17 cô mới lấy ngày là ngày bữa nay mùng mấy rồi? Bữa nay là ngày 12 rồi. Đó, là đúng hơn tháng đó. Hơn tháng rồi, tại vì ngày 17 là cô khởi công ngày đập ngày vía của Đức Phật Chê Đà. Còn cái ngày mùng 6 là cô cho đập hết. Dạ. Đập hết luôn. Là chỗ này cái công viên này là bếp ba bốn. Đúng rồi, cái chỗ này là hôm đó là cô thấy không, là cái chỗ này đưa ra đó. Chỗ đưa ra nó giật ngược nát ở trên đó, bây giờ cô làm xe luôn, nằm ở trong luôn. Giờ là rửa rau ở trong đây luôn. Đó, là ở đây luôn. Rửa chén, rửa gạo trong đây luôn. Bếp đây luôn. Chỗ này sinh hoạt, bếp nấu cũng ở đây luôn. Đồ nhá, đồ kệ nấu rồi cũng để đây luôn, kệ đồ sinh hoạt rồi cũng để đây luôn. Nó nằm trong chung viên trong cách đi hết. Dạ, rộng quá trời rộng rồi. Rộng quá, nó thấy rộng quá đi. Quá rộng luôn. Cái này rộng quá rộng luôn á. Nó thấy nó rộng. Chứ nên kịch ra nếu tại mình quay giờ mình quay nó nhỏ. Cái này là rộng hơn là bên chùa Bồ Kiên luôn nha. Bên chùa Bồ Kiên là cái khu viên bếp nhỏ hơn á. Này rộng lắm. Cô nằm ở trong đây coi như là ví dụ sau này mình ăn uống trong đây luôn. Đó, còn ví dụ như chai đường lớn á thì mình làm ở đây, ví dụ như 5-7 bàn mình làm ở đây, ví dụ 1-2 bàn mình ăn trong đây. Dạ. Đó, ví dụ có 1-2 bàn được để đây. Nó còn đây cũng có cái nhà vệ sinh cũ nè. Ở nhà nó làm cao ráo luôn. Đó, lên chào nó là cái nói làm thấy không? Chắc nói lên. Lúc đầu cô tính kia nó sửa thôi mà về cuối cùng nó nứt nhiều quá, nó không sửa được. Nó không chơi được, bên nhà bếp cũng vậy, nó không chơi được. Rồi thành ra cái chỗ này nó đập nè. Cái chỗ này nó đập. Nó đập cái chỗ này. Nó đập cái này cái nó dán lại cho cô nè. Dạ. Nó dán lại rồi nó xay lại rồi bắt đầu nó đun lên đun lên cao nè. Dạ. Ô quá rộng rồi. À, thành ra là nó nói trong thời gian con bây giờ nó nè. Bên tài chính cũng hết rồi, bây giờ có tính sao rồi con mới nói thôi giờ để nó kêu cô xuống là nói tình bây giờ đây cũng y như con đi nghiệm thu vậy đó. Đại là coi cái có sau này con Mạnh Thường Quân có hỗ trợ được cho cô nữa, có tiếp tục được không, có thêm cho cô được không? Là sao, là sao, từ từ vậy? Cũng cái này con đang lấn cấn. Cô Út ở đây cho con hỏi chứ. Hồi nãy ý là cô Út nói thì sao? Nói cái gì mà thợ gì mà... Ý là một mà cô nói cho con nghe. Hôm trước là cô nhận tiền của được cô Mạnh Thường Quân cái nhà hỏi tâm. Rồi cô mới kêu TikTok cho chú Lợi chú làm. Nhưng mà chú làm thì chú tính ra bây giờ không có lót nền, không làm nhà vệ sinh là 130 triệu. Nhưng bây giờ mới 90 mấy triệu nó không có đủ tiền. Thành ra bây giờ chú hỏi cô có làm tiếp tục nữa không. Rồi cô mới nói giờ không biết sao, giờ tiền vẫn có. Bây giờ tết nhất là tôi đi mượn cũng rất là khó khăn. Nó mới nói cô nó đâu xuống nhờ là chú Thường là chú có thể chú quay tiếp nhờ là các Mạnh Thường Quân có thể giúp thêm cho cô được làm cho có đủ cái nhà bếp này nó hoàn thành trước tết hay không. Để cô mới xuống với con là mỹ nhờ họ làm vợ con là có thể nấu con lên đây có thể quay tiếp giúp đỡ giùm cô. Cô mình có thể mình coi con như các nhà hảo tâm có thể tiếp tục thêm cho mình được hay không. Là ý của cô với lại thợ là có nghĩa là ý là cô có thợ nói là giờ làm cái này là không đủ tiền. Làm mà coi như nó làm là coi mình là làm hoàn tất hết là một tới 150 triệu lận. Nhưng bây giờ cô không có dán gạch rồi là không nhà tắm, không có thành nhà vệ sinh nữa là 130 triệu. Nhưng bây giờ cái số tiền 92 triệu là chưa có đủ. Nó là nếu mà làm hết hoàn tất luôn nhà vệ sinh với lại lót gạch này kia là 150 triệu. Nhưng mà cô nghĩ thôi giờ biết cô không có hạn chế, cô không có lót gạch đi thì làm nhà vệ sinh nó là tổng cộng là 140 triệu. Nhưng mà giờ 90 triệu rồi, cô đùa nó coi như 90 triệu rồi với cô mua bếp này kia tổng cộng là 90 mấy triệu rồi. Bây giờ số tiền còn thừa là bây giờ nó rất là thiếu nhiều, thiếu tới 40 mấy triệu luôn. Là ý là cô Út là muốn con là có thể thì mình là có nghĩa là quay rồi đăng lên là để xem có cô chú Mạnh Thường Quân nào hỗ trợ tiếp cho Út không, đúng không? Có cho con đủ số tiền được không? Khoảng còn 40 mấy triệu nó là đủ hoàn tất hết. Dạ. Mà tại vì cái này là con không có biết, con không biết. Tại vì hồi hôm trước con đăng video lên á thì cô chú anh chị trên mạng coi cô chú anh chị trên mạng á là có yêu cầu con á là sau khi đưa tiền cho Út xong á thì canh một khoảng thời gian nào đó sẽ vào để quay để xem coi Út đã có xây dựng xây đúng rồi, có xây dựng tới đâu rồi, có tiến độ tới đâu rồi. Thì ngày hôm nay thì con vào đây
À, con thấy Út xây lên vậy là con cũng mừng lắm. Nhưng mà hồi cho con nói này cái, hồi hôm trước á, là khi mà con vào đây á, là Út có nói với con á, là Út cần tầm khoảng 50 triệu đổ lại để sửa lại cái căn bếp, sửa lại cái toilet. À. Thì con có hỏi Út á, là tầm khoảng bao nhiêu là đủ, thì Út có nói với con á, là 50 triệu đổ lại. À, 50 triệu là cô sửa đó. Dạ, dạ mô Phật. Dạ, thì con có về con đăng cái clip lên. Thì cũng may mắn là nhiều cô chú anh chị mạnh thường quân có gửi tiền về cho con, thì con có gửi cho Út hai đợt. Thì cái đợt sau thì con không có quay phim, con chỉ chụp hình gửi riêng thôi. Thì tổng hai đợt là hơn 90 triệu. Thì con có trao lại cho Út. Thì Út có nói với con là tầm 50 triệu đổ lại. Nhưng thì nhưng mà là cô chú anh chị mạnh thường quân trên mạng mình á gửi hơn con số 50 triệu là nó ra là hơn 90 triệu. Thì con nghĩ là nó sẽ dư cho Út để làm. Nhưng mà bây giờ hôm nay thì con vô trong đây thì một lần nữa thì con quay lại để xem Út làm tới đâu rồi, mà con nghe Út với lại thợ nói mà bây giờ là muốn con quay lên để nhờ cô chú chị mình Mạnh Thường Quân mình hỗ trợ thêm á, làm cái phần này á, phát sinh thêm gì đó thì cho con xin phép là con không quay nữa. Dạ, tại vì thật sự ra cái đồng tiền này không phải của con Út, đồng tiền này là của cô chú anh chị trên mạng, là người ta cũng làm cực khổ lắm. Đúng rồi, dạ, đúng rồi. Làm cực khổ lắm mới có đồng tiền. Tại vì người ta có cái tâm công đức của người ta thì người ta mới giúp cho Út làm sửa lại cái bếp. Tại vì hồi trước Út nói cái 50 triệu đổ lại thôi thì nó con số nó con xin được là được hơn 90 triệu. Thì con nghĩ nó sẽ dư rất là nhiều so với con số lúc đầu Út nói với con luôn. Mà ngày hôm nay thì tới đây mà nãy con đi vòng vòng rồi Út nói con là bây giờ là nó ra 100 mấy chục triệu, còn thiếu 40 mấy triệu nữa hả? Mà thì rồi cô không biết sao tính ra tính được con em tính là nếu mà được nhà hỗ tâm mà hỗ trợ giúp đỡ cho con được cho nó hoàn thành được thì nó cũng như cái bếp mình ở rất là đẹp, nó cũng như đang hoàn tất, cũng có nơi cũng sạch sẽ, và lại những cái bếp nấu của mình ăn nó cũng rất là tươm tất, những cái bữa ăn bữa cũng là cúng Phật trong này kia sinh hoạt rất là tốt đó. Nhưng mà về trong đó giờ cái khoản thường tiền lại còn sao thì đối với cô bây giờ cũng rất là khó khăn, tính muốn nhờ con là cũng nhờ là cái lúc của con cũng nhờ là các mạnh thường quân có thể là hỗ trợ thêm cho cô có được hay không. Nếu cái đó lại cô đủ duyên thì nó đỡ cho cô, còn mình không có đủ duyên thì thôi cũng phải mình chịu thôi. Dạ, tại thật sự với Út gì nè, thì nếu như mà lúc đầu á mà Út nói với con á là làm lại cái căn bếp này, sửa cái căn bếp này nó khoảng tầm 100 triệu hoặc là 200 triệu. Chính là thì cô không biết nữa, cô đâu, bản thân cô không không biết. lúc đó Út có nói, con có hỏi Út thì Út có nói với con á là tầm 50 triệu đổ lại, con nói Út tính hết đúng không, thì Út có nói là Út đã tính hết rồi, có nghĩa là Út tính với thợ gì đó con không biết, Út có nói là Út tính với bên thợ bên này bên kia là người ta báo là tầm 50 triệu đổ lại. Đúng rồi, 150 triệu đó đúng không, thì Út nói là Út tính với bên thợ thì thợ báo là tầm 50 triệu đổ lại. Con đã hỏi Út hai lần là Út có chắc là 50 triệu hay không, Út nói chỉ tầm 50 triệu đổ lại thôi, cho nên là con đã quyết định thì con chốt con số 50 triệu. Thì sau khi con đăng lên mạng thì cô chú anh chị Mạnh Thường Quân gửi về là hơn 90 triệu, thì con nghĩ con số đó thì nó gần gấp đôi rồi. Con có nói rồi, dạ. Con nói là đăng 150 triệu không? Không không, nếu mà Út nói 150 triệu á thì cô thì cộng đồng mạng cô chú anh chị cộng đồng mạng Mạnh Thường Quân mình á thì sẽ gửi về đủ số tiền đó chú. Mà Út nói 50 triệu thì người ta chỉ gửi 50 triệu về chú làm, nhưng mà đây người ta gửi là hơn 90 triệu thì con số là gấp đôi rồi. Mà bây giờ Út nói là hơn 90 triệu đó làm cũng không đủ, bây giờ phát sinh thêm mấy chục nữa. Thì Út nãy Út có nói Út cũng muốn con quay lên để con đăng lên một lần nữa để có ai có coi tâm như có mạnh có nhà hậu tâm là có thể hỗ trợ thêm không? Út cho con xin phép là con ngưng, con sẽ không quay nữa. Tại vì khi mà con quay lên, con đăng lên kiểu này á thì thật sự á là rất là mất lòng. Nói chung là con tiền này phải tiền của con, tiền của chú Mạnh Thường Quân. Mà tính ra con đăng lên mà thêm một lần này nữa thì cô chú Mạnh Thường Quân thì nghĩ con là người nói hai lời. Tại lúc đầu là mình đã chốt là 50 triệu mà bây giờ mình phát sinh ra thêm cái này thì con không biết luôn á. Thật sự con không biết gì luôn. Này Út nói với con là 50 triệu mà bây giờ là ra 100 mấy chục triệu, thì cái này cô cho con xin phép là con không đăng lên thì con kêu gọi nữa. Dạ, tại vì cái gì thì mình cũng nói một lần thôi, mình chốt một lần thôi. Út phải tính toán cho thật kỹ để báo con số chứ bây giờ ví dụ bây giờ đi con quay lên con giúp cho con yêu con kêu gọi cô chú mình Thường Quân gửi về cho Út thêm 50 triệu nữa thì Út sẽ làm đủ. Theo nãy Út nói là thiếu gần 50 triệu đúng không,
con quay lên thì con kêu gọi cô chú mạnh thường quân gửi 50 triệu nữa, rồi lỡ tháng sau mà thợ lại báo thêm 50 triệu nữa rồi sao? Thì lúc đó thì là hoàn thành hết rồi. Dạ cái đó là cái đó là không chắc được. Hồi hồi trước thì cô Út đã nói là cô Út nói với chuyện với thợ rồi là thợ đã báo 50 triệu mà bây giờ nó ra tới 150 luôn. Nó lạnh, ví dụ bây giờ là thợ nó lạnh của cô là 150 triệu, và cô nói thẳng cho cô nghe ha, 150 triệu, nhưng là nó tán nền cho cô hết, nhưng mà giờ cô không có muốn tán nền, cô không có muốn tán nền nữa, cô chỉ là cô chỉ muốn là nó xây xi măng vậy thôi đó, cô không muốn tán nền gạch nữa thì nó mất tiền nữa, thì ra bây giờ là chỉ có lòng nó trừ ra cho cô 10 triệu là còn 140 triệu, mà hiện giờ mình dư 90 triệu rồi thì còn lại 50 triệu nữa thôi đó, chứ cô là mình là kết thúc luôn. Dạ, con số này nó nhiều tiền quá con. Chưa, cô nên là cô muốn có khả năng. Nếu mà được quá thì hỗ trợ được, như các mạnh thường quân các nhà hảo tâm mà hỗ trợ giúp cho cô được cái khoản tiền đó thì cô á là cô xin nó lại xây tiếp cái nhà vệ sinh, với lại cái nó làm cho nó tráng lên cho cô luôn, rồi nó quét dọn quét sơn đó thôi. Dạ. Vậy đơn giản vậy thôi chứ mấy. Dạ, đó, chứ nếu mà làm ra nữa là có tiền lắm không, nhiêu đó cô là đủ rồi đó, cô là quá đủ rồi. Đối với cô nói thật, như nói như hiện tại là 190 triệu đâu, đối với cô rất là khó, nhưng mà nhờ các mạnh thường quân là giúp đỡ cho cô như vậy mà cô xây được như vậy là cô quá mừng rồi. Điểm nhất, điểm thứ hai nữa là tại vì nhớ là nếu mà cô sửa được là cô sửa có 50 triệu thôi, nhưng mà sửa không được cho nên phải đập bỏ cái nhà cũ mà mới xây dựng lại như vậy, đập cho nó nằm vào bên trong. Phải như lúc đầu á Út thỏa thuận với thợ á là cái này đập bỏ hay giữ lại để cho thợ báo với Út một cái giá nó chuẩn xác nhất, mà trong khi đó là Út nói với con là Út đã nói chuyện với thợ thì thợ báo là tầm 50 triệu đổ lại. Bây giờ đùng ra giờ khi mà có tiền rồi là hơn 90 triệu để làm. Thì bắt đầu thì Út với thợ làm gì thì con không biết, cái đó là con không biết tại con đâu có dính vô trong đây là, nên là bây giờ lòi ra 100 gần 150. Thì cái đó thì con chắc con xin phép con ngừng nữa, quay con ngừng tại đây, con ngừng tại con xin phép là con không kêu gọi nữa, con không kêu gọi về cái phần này nữa. Con chỉ có khả năng là con hỗ trợ Út là tới đây thôi, là hơn 90 mấy triệu thôi. Thì dạ. Hôm trước là con cũng có nói với cô rồi, con nói cái phần tao này là cô nếu mà có phát sinh ra cô phải tháng chịu thôi, cô phải lo cái phần tao. Dạ. Thì cô nói thì cái đó là cũng phải chấp nhận thôi, nhưng mà chẳng qua giờ nó làm như vậy thì nó ra nó hụt như vậy thì cô yên là cô cũng muốn là cô có thể cô làm mà cô có thể con có thể có giúp được nữa cô hay không. Nếu mà giúp được cô thì có đó đặc biệt được tốt, còn không có được thì thôi cái đó cô phải chịu thôi. Dạ mô Phật. Đó. Dạ thôi thì giờ này nói chung là ngày hôm nay con quay trở lại đây là theo ý kiến của cô chú anh chị trên mạng, tại vì tiền này là tiền của cô chú anh chị trên mạng là những người nhà hảo tâm, cho nên là con là có trách nhiệm là khi con trao tiền tay đó thì con phải có trách nhiệm là con hoàn thành cái trách nhiệm của con. À, thì cô chú anh chị cũng muốn nói con thì nhiều cung quay con có thể là con nói là bây giờ cái số tiền mà 92 triệu là ủng hộ cho xe cái bếp á thì nay nó cũng gần hoàn tất rồi, nhưng mà nó còn thiếu một số tiền, có thể là các nhà hảo tâm có thể hỗ trợ thêm được hay không thôi, cái đó cũng như con nói thêm thôi. Cũng đâu bây giờ là có nhiều số tiền của cái nhà biết mà hôm đợt rồi xin là 92 triệu, nhưng mà sau khi giờ làm ra nó cũng chưa có hoàn tất, nó cũng còn thiếu mấy chục nữa. Nếu mà các nhà hảo tâm như các mạnh thường quân có đủ nhân duyên nào có giúp đỡ được cho cô thì cái đó điều tốt cho cô, còn không đủ duyên thì thôi cũng không sao. Đó, ý là cô nói con vậy chứ không phải là bắt buộc con. Dạ không, con hiểu ý của cô là muốn chỉ là con nói thì ai giúp thì giúp, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cho con xin phép, cô xin lỗi cô Út là con sẽ không nói luôn. Tại vì khi mà con nói á thì thật sự ra thì hồi trước con nói một lời, giờ con nói một lời nó lại ra hai lời, tại vì con không có muốn mất cái sự uy tín của con trên mạng. Tại vì tiền của chú Mạnh Thường Quân đã tin tưởng gửi cho con, nhờ con làm những cái việc mà cô chú anh chị trên mạng cần thì con làm. Mà bây giờ thì nó phát sinh ra vậy thì thật sự con rất là khó xử luôn, cho nên là con xin phép con sẽ không nói, mà con sẽ ngừng kết thúc tại đây luôn. Thì cái phần mà còn lại thiếu như thế nào nó của phía Út với lại bên thợ á thì thôi thì con xin lỗi Út tự giải quyết với bên thợ nha, thì con sẽ không dính tới nữa. Dạ con xin phép mô Phật con giúp Út tới phần này thôi. Dạ mô Phật. Thì đó cô cảm ơn con thì nó chẳng qua thì đó ý là cô nói vậy, nếu con quay mà con giúp được thì cái đồ có điều tốt cho con. Dạ. Con tưởng hôm nay là xong xuôi là chuẩn bị khai trương này con vô con mừng với Út rồi vô lỡ dở gian thì quá trời. Tại vì lúc trước á cái nhà tắm ở cái nhà
cửa nào nè, để nằm bên trong bên ngoài chứ không? Đó bây giờ con thấy nó nằm bên trong đây, đó đó là cái cửa ra nè. Cái cửa ra này là đây là cái quả là cửa ra. Thật sự đó. Còn cái này là biết cũ của mình nè. Dạ. Đó, cái biết cũ của mình. Đó, cái biết cũ đây còn cái chỗ ra ra đây, rồi còn cái chỉ có phát sinh là phát sinh cái nhà vệ sinh đó thôi. Cái nhà trên nam với lại cái nhà nhà cũ là mình nâng lên. Đó là tôi mình là thẳng vào bển luôn, mình không còn lịch sụp chạy nữa. Là coi như là con của cô hoàn toàn mới hết. Đó coi như là mới hết đó thì để là chính bây giờ con quay là con cũng được, con cũng nhận thu được, con cũng đã biết rồi. Dạ. Đó. Nhưng mà cô á là ý là nói là làm ai là cô không có lót cạc đó nha, cô chỉ sáng nền thôi đó. Là 140 đó, nếu mà chừng mà thêm lót gạch nữa là 150, nhưng mà cô không có làm nữa, cô nói bỏ ra đi. Đó, mà bây giờ cô bỏ luôn cái nhà vệ sinh luôn, bỏ nhà vệ sinh không làm luôn mà 130 đó. Mà 130 vẫn thiếu còn thiếu 40 triệu đó, thành ra cô muốn nên muốn nói con là giúp đỡ con vậy là có được hay không thôi. Dạ, tại vì con thì không có giúp được gì chú hết, tại vì tiền của chú chị mình trên thì... mạng mà của chú chị mà trên mạng phát tâm giúp út thôi, chứ thật sự con không có gì để giúp hết. Đúng rồi. Dạ, cho nên thì mà bây giờ thật sự là trước thì từ 50 triệu mà giờ lên 150 triệu thì thật sự con cũng khó lòng mà để đúng con rồi. Nói với cô chú mình mà chị, cô chú chị mà được trên mạng lắm, thật sự rất là khó nói. Bây giờ con nói thì nhiều khi cô chú anh chị bạn sẽ không tin con đúng và rồi. Sau này con đi giúp những hoàn cảnh khác á thì chắc có lẽ là những cô chú anh chị mình Quân sẽ không hỗ trợ con giúp những người đó nữa, thì cũng tội nghiệp cho những người sau này. Như thí dụ bây giờ đó là cô nói con nghe, nhưng bây giờ nếu trường hợp mà con không có giúp được cô mà có thể cô nhờ đó là bên khác có thể là quay tiếp có thể giúp cô được một chút sao được không? Thì cái đó là Út quyết định, sau có quyết định thì Út nhờ ai Út nhờ. Không, dạ. ý là cô hỏi con vậy đó, cái như bây giờ cái phần cước của các nhà hậu tâm đã hỗ trợ cho cô 92 triệu rồi, nhưng bây giờ làm ra nó không đủ. Rồi cô bây giờ muốn nhờ là một cái vị khác, một người khác, có thể là người ta có thể người ta quay tiếp đuôi được không? Dạ, thì cái đó thì Út nhờ ai thì cô Út cứ nhờ. Cái đó là gì? Vậy là cái quyền riêng tư của Út rồi, cố muốn nhờ ai cũng nhờ. Mà riêng mà mình dạ. Có được hay không thôi. Dạ không, như cái đó không đụng chạm gì tới con hết. Thì ai mà giúp được cho cô Út về cái phần này á thì người đó có công đức thì con cũng rất là mừng. Thì đó là cô Út muốn nhờ, cô Út nhờ, đó là chứ là cái quyền riêng tư của Út nữa. Muốn nhờ ai nhờ. Rồi còn mà riêng phần con thì con xin phép, con xin lỗi Út. Thì con sẽ ngưng tại đây, con sẽ không kêu gọi nữa. Dạ, cái gì Út đừng có buồn con. Rồi, mong dạ, thành ra cô muốn con lên nặng cô trao đổi với con bây giờ nếu mà có ví dụ như mà con vay được mà con hỗ trợ thêm giúp đỡ cho cô được mà Nhật Bình cái nhà của Tâm mà hỗ trợ giúp cho cô thêm được là cái duy của cô. Còn bây giờ là mình nếu mà nói ra như vậy rồi con nói lên cô đăng nữa thì mắc công là mình người ta nói cho cô nói con là cũng như con mắc công là gạt gẫm hay là nói hai lời đà này kia là cũng tội con. Dạ. Con rất sợ là người ta nói con á là giúp không đúng chỗ, và thứ hai là người ta nói con ăn chặn bớt, cho nên con rất sợ đó, cho nên là tất cả tiền của chú Mạnh Thường Quân trên mạng mà gửi tiền về nhờ con làm từ thiện đều con làm minh bạch rõ ràng hết. Để sau này con còn tiếp tục con giúp những hoàn cảnh mà khổ hơn con, khó khăn hơn con. Dạ, nên là mô Phật thì con xin phép rồi con ngưng tại đây. Có gì Út cứ nhờ ai thì Út nhờ, rồi con cũng xin ngưng. Mô Phật. Dạ thôi, con chào Út con về nghe. Dạ, mô Phật. Dạ, mô Phật. Bây giờ thì Thượng Gòm xin phép về cả nhà. Thì nói chung thì Thượng Gòm không biết là cái sự quyết định của Thượng Gòm nó đúng hay là sai, nhưng mà Thượng Gòm xin phép là ngừng tại đây. Thượng Gòm sẽ không kêu gọi và cũng không sẽ làm bất cứ thêm một cái gì về phía bên chùa của Út cả. Tại vì lúc đầu là cô Út có nói với Thượng là cô Út đã thỏa thuận ở bên phía bên thợ hồ, thì bên thợ hồ là chốt cái giá là từ 50 triệu đổ lại. Thì Thượng Gòm cũng có đăng lên thì cô chú anh chị mình trên mạng xem cũng biết rồi. Rồi xong khi mà đăng cái đó lên thì 3 ngày sau Thượng Gòm có mang số tiền vào, tổng số tiền là hơn 90 triệu là cái lần thứ hai Thượng Gòm có mang vào nữa, nhưng mà Thượng Gòm là không có quay, chỉ gửi riêng cho cái người mà gửi tiền về thôi. Là tổng hai lần là hơn tầm là hơn 90 triệu cả nhà, hơn 90 triệu. Nhưng mà ngày hôm nay là Thượng Gòm muốn đi vào lại một lần nữa để xem cái công trình của Út đã hoàn thành chưa, để đăng lên tất cả mọi người cùng xem. Nhưng mà ngày hôm nay thì cô Út lại nói là phát sinh là tầm 150 triệu thì còn thiếu lại là gần 50 triệu nữa cả nhà. Bây giờ gần 50 triệu nữa là mấy đủ. Cho nên là Thượng Gòm không có muốn kêu gọi thêm cả nhà ha. Không muốn kêu gọi thêm nữa. Để mất công là cô chú anh chị mình Mạnh Thường Quân trên mạng á, rồi những người xem video của Thượng Gòm á lại nói với Thượng Gòm là
có dính líu gì vô đây, và thứ nhất ăn chặn ăn bớt, còn thế này thế kia Thường Gòm không có muốn, nên Thường Gòm sẽ ngưng kết thúc tại đây nha cả nhà. Thì có gì mà nếu mà Thường Gòm làm không phải gì sai á thì mọi người comment thủy lợi, mọi người bỏ qua Thường Gòm nha. Rồi còn xin phép giờ Thường Gòm sẽ đi về để phụ mẹ chở về chai về nhà nha cả nhà. Bye mọi người nha.